Chào mừng quý vị đến với thương hiệu TKS giải pháp ưu việt cho ngành nuôi trồng thủy sản. Ngày hôm nay tôi sẽ lên cho mọi người một sản phẩm, đó là men cao tỏi. Đây là sản phẩm độc quyền của nhà máy sinh học Thủy Kim Sinh, được nghiên cứu và phát triển từ dịch chiết men cao tỏi và các sinh vật sống hoàn toàn có lợi, đặc biệt cho hệ tiêu hóa thủy sản. Men cao tỏi không chỉ giúp vật nuôi tiêu hóa tốt, hấp thu nhanh mà còn hiệu quả trong việc khống chế vi khuẩn gây bệnh và phòng ngừa các bệnh đường ruột. Một giải pháp an toàn, hiệu quả, tối ưu cho thủy sản của bạn. Sản phẩm thì dễ dàng sử dụng, chỉ cần khuấy đều men cao tỏi với thức ăn, sử dụng 500ml trộn đều với 300-500kg thức ăn, chờ khoảng tầm 15-20 phút rồi cho thủy sản ăn là được, dùng 2 lần trong 1 tuần để tăng sức đề kháng và phòng bệnh hiệu quả. Và chúng ta cùng xem kết quả khi sử dụng men cao tỏi nha. Anh Hưng, xóm Cỏ, huyện An Xin, Phú Mỹ, Bình Định đã sử dụng sản phẩm và có chia sẻ: từ khi sử dụng men cao tỏi, tôm phát triển mạnh mẽ hơn và hiệu quả kinh tế cũng hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy rất là hài lòng. Với men cao tỏi, chúng ta có thể nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo vệ sức khỏe tôm và chính bản thân mình. Sử dụng men cao tỏi TKS ngày hôm nay để có vụ nuôi thành công, lựa chọn thông minh cho tương lai bền vững. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã xem hết video. Chúc mọi người có một vụ nuôi thành công rực rỡ.